đi dạ dạ vậy đó hả? Thì bị mông bên nào vậy? Bị đau nãy đau bên nào vậy? Bên đó ha. Ok. Rồi chị quay mặt qua đây rồi chị làm đi một xíu. Để xin ra một chút. Rồi, 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 rồi. Rồi. Chị đứng dậy đi. Bây giờ chị đi được rồi. Rồi. Dán tóc rồi cho nó đàng hoàng, nghe không? Bây giờ đi rồi thẳng thốt ngon lành này để cho mọi người mừng coi. Giơ tay được. Thấy cái xương không có bị cân, giờ thì nó nhẹ. Rồi, đi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên, đừng có quẹt lúc nào. Rồi, giơ tay, bây giờ giơ hai tay lên. Bây giờ dơ mà đừng nắm tay thử coi được. Dơ đừng có nắm tay thử coi được. Dơ không? Lên, lên. Rồi ráng, ráng tập vậy đó nha. Rồi ok, ráng được rồi. Không, thì cứ ráng là mạnh lên nữa. Mạnh lên, mạnh đi. Úp, rồi giỏi, ok. Rồi, cố gắng nha. Rồi, được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.